chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, hôm nay không khí lạnh đã mang tới thời tiết tháng 3 của miền Bắc một chút biến chuyển, trời chuyển hẳn sang trạng thái là nhiều mây và mưa xuất hiện ở một vài nơi. Tính chất dịu mát của khí lạnh yếu đã làm cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực giảm xuống từ 2 cho đến 3 độ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì đợt không khí lạnh lần này di chuyển xuống miền Bắc nước ta lệch khá nhiều ra ngoài phía biển và tâm lạnh cũng không mạnh, do vậy mà nó chỉ gây mưa chủ yếu trong ngày hôm nay với lượng mưa không nhiều và diện mưa cũng không dàn trải trên toàn Bắc Bộ. Trong khi đó thì tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, cũng trong chiều và đêm nay, khí lạnh sẽ tiếp tục vòng ra ngoài biển và thổi xuống các tỉnh miền Trung, mang mưa nhỏ từ các tỉnh Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Và cũng do đới gió Đông Bắc lần này hoạt động yếu, nên những cơn mưa được nhận định sẽ không lan rộng mà chỉ kéo dài xuống tới Huế và lượng mưa cũng khá ít. Sang đến ngày mai, thời tiết lại có dấu hiệu chuyển tốt, không khí lạnh sẽ bắt đầu quá trình suy yếu, tạo điều kiện cho một vùng thấp nóng ở phía Tây có điều kiện mở rộng và tỏa những luồng khí khô nóng sang các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Như vậy, trong 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ phổ biến chỉ có mưa vài nơi và ngày có nắng, nhiệt độ sẽ trên đà tăng dần và thấp nhất là từ 19 đến 21 độ, cao nhất là từ 26 cho tới sấp xỉ 30 độ. Đặc biệt là ở khu vực phía Tây của Bắc Bộ, nơi nằm cận kề với vùng thấp nóng, thì nhiệt độ cao nhất trong ngày còn vượt lên ngưỡng là từ 30 cho đến 33 độ, trời oi nóng và độ ẩm không khí cũng giảm khá nhanh. Cũng giống như các tỉnh Bắc Bộ thì càng về cuối tuần, thời tiết các tỉnh miền Trung sẽ có xu hướng là tốt dần lên, mưa sẽ nhanh chóng chấm dứt trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ hầu như không giảm mấy, đặc biệt là ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào. Xuống tới Nam Bộ và Tây Nguyên thì khu vực này vẫn chưa có tin vui gì cho miền đất nóng và khô hạn. Tuy nhiên, trong 1-2 ngày đầu, chế độ nhiệt ẩm ở đây có biểu hiện tích cực hơn một chút. Đó là nền nhiệt độ khá dịu mát ở Tây Nguyên với mức nhiệt độ cao nhất xung quanh ngưỡng từ 31 cho đến 32 độ. Riêng tại khu vực Nam Bộ, tình trạng nắng nóng cục bộ sẽ quay trở lại tại các tỉnh miền Đông và nó sẽ còn gay gắt hơn bắt đầu từ Chủ nhật. Sau đây là dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày cuối tuần. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày thứ 6, đêm và sáng trời còn nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, mưa vài nơi và nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 19 cho đến 27 độ. Riêng tại Lai Châu, Điện Biên là từ 17 đến 29 độ. Sang đến ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật, trời nắng không mưa, độ ẩm không khí giảm 10%, nhiệt độ cao nhất ngày tăng, phổ biến trong ngưỡng là từ 30 đến 32 độ. Riêng tại Lai Châu, Điện Biên vượt lên ngưỡng là từ 32 đến 34 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 15 thì trời có nhiều mây, có mưa vài nơi nên nhiệt độ cũng bắt đầu có xu hướng giảm. Nhiệt độ về đêm và sáng là từ 19 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 25 cho đến 27 độ. Và sang tới ngày 16 và ngày 17 thì có mây về đêm và sáng, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 28 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, vào ngày mai thì phía Bắc trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ chiều tối ngày 14 cho đến sáng ngày 15 thì trời giảm mưa. Và trong 2 ngày sau đó thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ 2 đến 3 độ và phổ biến dao động trong ngưỡng là từ 22 cho đến 31 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì từ ngày 15 cho đến ngày 17, thời tiết trên toàn khu vực này duy trì trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Ở khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, thời tiết trên khu vực phổ biến là có mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở trong ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì từ ngày thứ 6 cho đến ngày Chủ nhật, trời ít mây, không mưa, ngày nắng. Ở miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng với mức nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng từ 35 và cho tới 36 độ. Ở khu vực Biển Đông trong ngày 15, do ảnh hưởng không khí lạnh mà ở khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ chuyển sang hướng Đông Bắc và mạnh dần lên mức cấp 5, biển động nhẹ. Còn ở khu vực giữa và khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa vẫn duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Như vậy là trong 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ trên đà tốt dần, trời ít mưa và chỉ nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng nên nhiệt độ mát mẻ.
Còn các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa nhỏ rải rác từ chiều tối ngày 14 đến ngày 15 nên nhiệt độ giảm nhẹ. Sang tới ngày 16 thì mưa giảm hẳn và trời chuyển nắng ráo. Ở khu vực Tây Nguyên thì vẫn phổ biến là ít mưa ngày nắng, còn khu vực Nam Bộ vẫn duy trì nắng nóng tại các tỉnh miền Đông. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.